Khi mà các bạn học cái nghề này thì đôi khi các bạn thấy nếu mà một là chúng ta mở bo mạch ra này, hai là chúng ta mở tài liệu ra này, và chúng ta thấy nó khó quá, nó phức tạp quá, đúng nhỉ? Thì cái đó là do chúng ta chưa có một cái hệ thống thôi, nên dần dần thì chúng ta sẽ có một cái sự hệ thống. Cho nên là tôi dạy các bạn là gì, bao giờ cũng dạy các bạn là đi từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, thì chúng ta sẽ nắm bắt được dần dần, và chúng ta sẽ thấy là nó mỗi cái mỗi ngày một tiếp thu một ít kiến thức thì dần dần nó sẽ dễ dần ra. Đấy, các cụ bảo rồi, nghèo thì lâu, giàu thì mấy. Các bạn cũng yên tâm như này, các bạn cứ kiên trì là một, thứ hai là tích lũy kiến thức nhá. Nhưng mà chúng ta mà nghe các cụ bảo như vậy là cứ ung dung ngồi chờ mấy cái đi cúng thì nó không giàu được đâu, mà chúng ta phải tiếp thu kiến thức, phải cập nhật kiến thức hàng ngày, và một ngày nào đó thì chúng ta sẽ quay lại, chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ thấy là mỗi ngày chúng ta tiếp thu dần kiến thức và chúng ta làm nghề. Khi mà kiến thức nó đã đủ rồi, nó đã đủ độ chín rồi thì một ngày nào đó các bạn sẽ có thu nhập được khoảng 50 đến 100 triệu một tháng. Lấy cái chuyện làm giàu thì nó không khó, đúng nhỉ? Thì trong lớp mình có bạn nào đã từng mở cửa hàng chưa? Mấy anh có mở cửa hàng chưa? Đã từng làm nghề rồi đúng không? Nhiều bạn đó. Chưa? Đi từ đầu Đi từ đầu. Một là đi từ đầu, hai là chuyển sang một cái nghề mới đúng không? Thì ngay bản thân tôi cũng thế thôi. Tôi rút ra một cái kinh nghiệm như này này. Khi mà tôi làm một cái gì nó khó thì có những lúc mình bỏ cuộc. Đấy, tôi bỏ cuộc. Thế nhưng mà sau đó nghĩ lại như này. Nhiều cái mà cái gì mình khó mà mình cứ bỏ cuộc thì sẽ mãi mãi là cái người thua cuộc thôi. Thế cho nên là nói thật với các bạn là có những cái việc làm mà tôi đầu tư tới 300 triệu rồi. 300 triệu. Nhưng mà nghiên cứu nó khó quá và tôi bỏ. Bỏ coi như là bỏ mất 300 triệu luôn đấy. Thế thì có những lúc bỏ ra 300 triệu thì mất rồi, xong lại làm lại lần thứ hai. Đấy, có những lúc tôi phải làm như vậy. Thì nó giống như là một cái người mà chúng ta hình dung là một cái người mà, tức là chúng ta hình dung là bên đây là một cái núi đá này, biết là bên trong núi đá này nó sẽ có vàng hay gì đấy chả trong này. Anh ấy bây giờ đi đào đá, đào đá thấy nó khó quá, nó rắn quá, bỏ cuộc đúng không? Bỏ cuộc lần thứ nhất. Thế về nghĩ bảo bây giờ mình không đào thì mãi mãi mình nghèo đúng không? Chấp nhận mình nghèo và đến lúc chết mình vẫn nghèo. Thế bây giờ lại làm gì? Lại lại lần thứ hai, lại về lại lại kiếm tiền để mua rìu, lại đào lần thứ hai đúng không? Đấy. Thế nhưng mà trong quá trình đào đá này có thể là mình không đạt được cái mục đích, là mình không đi đến cái vàng này, có lẽ là mình chưa đến cái lớp để đào thấy vàng mình đã chết rồi. Thế nhưng mà nó tạo ra cho mình một cái nghị lực, và tự nhiên một ngày nào đó mình mới thấy rằng là như này, cái công sức mà mình đào cái đá này này, mình quay lại mình làm những cái việc ngày xưa mình làm ấy, mình mới thấy là rất là nhiều những cái việc của nó không khó như thế này mà mình đã bỏ cuộc rồi. Đấy. Xong mình mới nghĩ là tại sao mình không mang cái rìu đi đào đá đây này, mà mình đi mình chặt gỗ để mình bán. Đó. Cái giá như mà ngày xưa mang cái rìu đi đào đá đây này, mà mình đi chặt gỗ vào rừng chặt gỗ lim để mình bán thì chắc là mình giàu mất rồi. Ví dụ thế. Thế nhưng mà ngày xưa mình cũng không làm được cái việc này. Đấy, thì mình thử sức ở mỗi lĩnh vực nó khó hơn, xem nó làm sao. Đấy. Thưa với các bạn là khi mà một con người người ta thành công thì nó cái thời gian mà nó thành công thì nó được tích lũy từ nhiều năm. Tức là chúng ta có thể làm việc chăm chỉ cần cù, nhưng mà nói chung là chúng ta làm việc đừng có làm việc chân tay. Nếu như các bạn mà làm việc chân tay mà chăm chỉ cần cù thì các bạn cứ làm đến 20 năm nó vẫn là con số 0. Đúng không? Rồi các bạn mà cứ đi làm một cái việc gì đó mà nó không tích lũy kiến thức ở trong đầu ấy, thì chúng ta cứ làm đến 20 năm nó vẫn là con số 0 thôi. Nó không có mang lại cái gì cả, đột phá cả. Cho nên là tôi khuyên các bạn là chúng ta làm một cái nghề gì đó nhưng mà nó phải bổ sung cái kiến thức vào trong đầu ấy. Thì các bạn cứ làm việc một cách chăm chỉ và các bạn cứ bổ sung kiến thức vào trong đầu, và một ngày nào đó các bạn tự nhận ra rằng là mình có một lượng kiến thức đủ để mình bứt phá. Và khi mà các bạn có đủ một cái lượng kiến thức ở trong đầu là một, cái thứ hai là các bạn lại có đủ cái kinh nghiệm
có đủ cái trải nghiệm, thì lúc đó các bạn sẽ bứt phá trong vòng khoảng vài năm thôi, các bạn bật nó lên, bật lên. Đấy. Còn khi chúng ta đang ở trong cái giai đoạn mà tích lũy, chúng ta thấy là chúng ta bật lên sớm, bạn nào bật lên sớm quá thì nó sẽ không đủ sức, không đủ sức. Nó giống như con chim mới sinh ra thì nó phải đủ lông đủ cánh mới bay được. Chúng ta bay sớm quá là bị rơi giữa đường. Đấy. Thì chúng ta thế, chúng ta cứ yên tâm học tập và làm nghề và bổ sung kiến thức. Đến một ngày nào đó chúng ta đủ kiến thức cần thiết thì các bạn chỉ cần chịu khó trong vòng khoảng 3 năm là các bạn sẽ bật lên. Đấy. 3 năm, mỗi năm các bạn tới, ví dụ khi mà các bạn có đủ lông đủ cánh, các bạn có đủ kiến thức, có đủ mọi yếu tố, thì các bạn cố gắng làm sao đó mỗi năm kiếm nó khoảng một vài tỷ là chuyện bình thường. Trong 3 năm là các bạn kiếm được chục tỷ là ok. Đấy. Nha. Nhưng mà chúng ta đừng có sốt ruột, đừng có sốt ruột quá. Khi chúng ta chưa đủ kiến thức này, chưa đủ cái kỹ năng này mà chúng ta mở ra chúng ta làm thì thường là chúng ta bị thua, thua cuộc. Khi chúng ta đủ kiến thức rồi chúng ta làm nó dễ rồi. Đấy, để chia sẻ với các bạn là tôi khi mà tôi làm cái nghề điện lạnh này nhé, khi mà tôi mở ra để tôi nghiên cứu nghề điện lạnh này thì cả nước Việt Nam này chưa ai dạy, nhưng tôi phải là người nghiên cứu, là người đi đầu, đúng nhỉ? Tôi có đi học đâu được đâu, cả nước Việt Nam này chưa ai dạy cái môn mạch điện lạnh. Tất nhiên là cũng có một số cơ sở người ta dạy nhưng nó sơ sài hơn cái lượng kiến thức của tôi rất nhiều, đúng nhỉ? Đấy, cái lượng kiến thức của tôi mà nghiên cứu trong 10 năm qua để dạy cho các bạn, nó là một lượng kiến thức khổng lồ. Đấy, các bạn cứ nhìn trên cái website học nghề trực tuyến edu.vn thì biết cái này có khoảng gần 100 giáo trình. Đấy, gần 100 giáo trình, và mỗi một cái giáo trình là khoảng 4 đến 50 cái video, mỗi video trong khoảng 10 phút, cái lượng kiến thức nó cực kỳ khổng lồ trên đấy. Thì đấy, thì đến bây giờ là lượng kiến thức đó đủ để cho rất là nhiều bạn học từ xa nhé, cũng đã làm được, đã thành nghề và đã kiếm được tiền. Thế còn các bạn học ở tại trực trực tiếp ở tại đây thì nó có điều kiện hơn là ví dụ như là tôi trực tiếp giảng cho các bạn không hiểu đâu cái hỏi luôn, đúng nhỉ? Trực tiếp chỉ cho các bạn dò mạch thì các bạn nó dễ hiểu hơn là học từ xa rất nhiều. Và thứ hai là khi mà các bạn học ở đây rồi, các bạn đã nắm được cái kiến thức rồi, các bạn đã nắm được cái nguyên lý rồi, thì các bạn chỉ cần xem qua video mà tôi dạy từ xa cái là các bạn làm được việc ngay. Đấy là rất là nhiều bạn học ở đây xong về nhà xong được tặng cái thẻ mấy triệu đấy, hoặc là khi nào ấy thì chỉ cần vào, chỉ cần xem cái tiêu đề là trên cái giáo trình từ xa, tôi thường là ghi cái tiêu đề luôn là hiện tượng này này, bệnh này này, của máy gì đấy, mở ra nó có ban bệnh luôn, vào đấy xem qua cái là chúng ta có sơ đồ này, có hiện tượng này, có phương pháp kiểm tra là chúng ta làm được luôn. Nó về này khi mà các bạn đã đi qua rồi các bạn quay lại thì nó không khó, nhưng mà khi chúng ta bắt đầu thì bao giờ thấy nó khó. Đấy. Nó giống như các bạn, giống như tôi làm nghề điện tử này, điện lạnh này, và nghiên cứu để dạy các bạn bao nhiêu năm rồi, thì trong cái nghề này tôi kiến thức nó nằm ở trong lòng bàn tay rồi, nó không còn cái gì cả. Thậm chí là tôi dạy cho các bạn cả tháng tôi cũng không cần dùng sách cũng được, kiến thức nó nằm trong lòng bàn tay rồi. Và tôi dò bất kể một cái máy mới tinh, tôi lấy ví dụ đây, cái tủ này vừa mới mua đúng không, tôi bỏ cái bo mạch xuống xuống trên bàn, vẽ trực tiếp sơ đồ cho các bạn xem luôn. Đấy, mất độ khoảng 3 tiếng là vẽ xong toàn bộ cái bo mạch ra thành sơ đồ. Đấy. Thế là chỉ trong vòng khoảng 1 tuần là tôi lại có cái giáo trình để tôi dạy các bạn cái tủ này là tủ Hitachi side by side. Đấy, vừa mua hơn 14 triệu. Đấy, giá nó cũng hợp lý. Thế nhưng mà để ý nói là gì? Nếu mà tôi cứ bằng lòng với cái hiện tại tôi có thì tôi cứ thế tôi dạy cho các bạn thôi. Nó không có gì khó khăn đối với tôi. Nhưng mà tôi muốn thử sức mình trong một cái lĩnh vực khác. Thì cũng giống như hôm nay các bạn ngồi đây, các bạn bắt đầu học về cái giáo trình này, thì có lẽ nếu như các bạn mà chưa quen thì thấy nó khó, nhưng mà chúng ta sẽ được cái sự được tôi dẫn dắt thì dần dần nó sẽ dễ dần, không khó. Mà tôi đang nghiên cứu về cái lĩnh vực này, các bạn biết lĩnh vực gì không ạ? Đến tuần thì tôi làm rồi, điện ô tô. Tôi sẵn sàng, tôi là người ham học. Cách đây khoảng 2 năm là tôi đã bỏ mất 300, đầu tư 300, nhưng mà thấy nó đuối sức quá. Một là nó chưa đủ tâm thế mình lại bỏ cuộc. Nhưng mà đến bây giờ mà mình nghĩ mình không làm cái này thì bởi vì là mình là người tiên phong, chứ còn nếu mà tôi làm theo cái kiểu là tôi đi bỏ
công bỏ sức đi tôi học ở cơ sở này cơ sở kia, thì mình qua mình tìm hiểu mình thấy là mỗi một cái cơ sở nó dạy một đoạn, tức là một cả một ô tô nó giống như một cái cây này, một cái rừng cây này, mỗi cơ sở nó dạy một đoạn này. Cơ sở này nó dạy một tí cảnh, cơ sở kia nó dạy tí hoa, cơ sở kia nó dạy tí lá. Và bây giờ mà mình để mà hoàn chỉnh cái cây này thì chắc là mình phải đi học 10 nơi, mỗi nơi nó dạy một tí, tức là nó không hệ thống được. Đấy. Thế thì qua tìm hiểu thì đấy tôi mới thấy là nào về lĩnh vực này công nhận nó khó thật, mà mình nếu như mình mà bỏ cuộc thì tức là nếu như mà mình để mình làm bằng người khác ấy, thì tôi tự nghiên cứu trong vòng một tháng là tôi cũng có thể theo kịp các cái cơ sở khác, nhưng mà tôi muốn khi mà tôi muốn đi vào cái này tôi muốn dạy một cách bài bản, hiểu không? Bài bản. Thế để dạy một cách bài bản thì mình phải mua hẳn một cái ô tô, mua được khoảng 3 cái ô tô, 3 ô tô vẫn ngon đấy, chứ không phải là 3 ô tô gọi là đồng nát, mỗi cái trung bình khoảng 300 triệu đấy, để về nghiên cứu đấy. Hộp nhất thì ô tô mua được thì hộp là cái gì nhỉ, hộp nó cũng đắt đấy, cái hộp để check cái này lỗi này nó phải mấy chục triệu một cái đấy. Thế mới thấy rằng là giống như là đi đào đá để lấy vàng ấy, bỏ cuộc một lần rồi, nhưng mà nghĩ là bây giờ không, mình bỏ cuộc lần thứ hai thì chẳng biết bao giờ mình mới làm được, thôi lại quay lại đào tiếp. Nhưng mà thấy rằng là khi đào cái này thấy nó khó thật, và quay lại cái nghề của mình thấy dễ hơn rất nhiều đấy, dễ rất nhiều nha. Nghề này này, nghề sửa điện tử này, nghề sửa điện lạnh này, dễ hơn nghề ô tô này đấy. Cái nghề ô tô này tất cả những cái đồng chí mà đi học đang học về ô tô này mà không đủ kiên trì thì tôi nghĩ là trong tương lai là sẽ bỏ cuộc gần hết. Cái thứ nhất là tất cả các cơ sở đang dạy nghề ô tô hiện nay người ta đang dạy về phần cơ khí 90%, đang dạy về cơ khí 90% và dạy điện có 10%. Và trong khi đó cái ô tô hiện nay, chưa nói về ô tô điện đâu nhé, chưa nói về ô tô điện VinFast, ô tô điện hiện nay cái tỷ lệ mà nó gọi là điện hóa nó đã chiếm được khoảng 70% rồi, tức là bộ phận gì nó cũng có điện, bộ phận gì nó có điện nó bám vào. Ngày xưa cái động cơ này nó không có gì bằng điện cả, bây giờ nó có 10 con cảm biến, 8 con cảm biến nó bám vào, và nó có một cái hộp ECU nó nằm trên nó điều khiển. Đấy, một trong 8 con cảm biến này nó lỗi, nó không nổ được, hộp ECU này nó hỏng, nó không nổ được đấy. Cho nên là đấy, trong tương lai tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu cái này nha. Và trong tương lai các bạn học cái nghề này xong và sau này tôi dạy ô tô, các bạn chuyển từ cái này sang điện ô tô rất là nhanh, và nhanh hơn là những cái đồng chí mà đi học ô tô mà học sang điện. Bởi vì bạn ấy đi học ô tô thì cũng đáng là cơ sở người ta chỉ cho dùng cái máy check lỗi này đấy, nhưng mà để mà tháo được cái hộp đen ô tô ra này thì nó lại là gì ạ, là chở, là tụ, là diode, đúng không, là đèn, là tất cả những cái linh kiện điện tử làm trong này. Cho nên các bạn học nghề này xong, sau này mà tôi mở điện ô tô, các bạn học nhanh hơn là mấy ông thợ đi học ô tô bây giờ. Đấy. Lúc đấy là mình lúc đó là mình không cần phải đi sửa ô tô mà mình sửa điện ô tô thôi, đúng không nhỉ? Thôi ông cứ sửa ô tô, xong ông không sửa được cái phần điện thì ông mang cái hộp đen đến tôi sửa. Mình sửa hộp đen này. Bây giờ sửa một cái hộp đen không biết hỏng nặng hay hỏng nhẹ, tiền công hết 5 triệu. Ok không? Đấy, bởi vì cái hộp đen này hiện nay nó mấy chục triệu mà. Thế cho nên là sau khi mà nghiên cứu về ô tô một thời gian ấy, tôi mới thấy là trên mạng nó cũng dạy rất nhiều. Mỗi ông dạy một đoạn, mỗi ông dạy một đoạn, cứ lủng củng. Mỗi ông dạy một đoạn, y như một cái cây ấy. Ông thì tả cái cảnh, ông thì tả ít hoa, ông thì tả ít lá. Thế là mình xem mãi mình không hiểu cái cây nó làm sao. Đấy. Tôi nghiên cứu ô tô thì tôi lại nghiên cứu theo kiểu khác. Đấy. Thế thì trong quá trình học cái này thì đấy như tôi nói đấy, so với điện ô tô thì nó dễ hơn rất nhiều nha. Nghe này dễ hơn rất nhiều.